từ đó tới, từ đó tới. Nằm đây nha. Làm ơn, làm ơn. Tụi tôi với, tụi tôi với. Cái gì vậy? Hả? Làm ơn, tụi tôi với bệnh viện. Tụi với. Hình như là bà đẻ anh ơi, để em xuống xem. Làm ơn. Thôi, mấy anh đang đi hàng. Động vào đám chửa đẻ này đen lắm. Để em xuống xem thế nào nhá. Làm ơn, các anh ơi. Vợ chồng này ảnh ương nhỉ? Dẹp vào cho người ta đi. Con vợ tao nó đi đè, nhưng đến đây nó đau quá, không đi được nữa. Kiêng nó vào lề đi. Đi trước ơi. Nó nặng lắm, tao khinh không nổi. Mày giúp tao với. Cái thằng này phiền nhỉ? Không được phải bán mì. Đây, cái gì đây? Ôi, ôi, làm ơn, giúp tao với. Làm ơn đi. Con vợ tao nó đi đè, mày giúp tao quá, chứ không nổi. Mày làm ơn đưa, đưa vợ tao đi tới bệnh viện. Làm ơn đi. Này cái bà đẻ này, làm ơn đi. Sắp đẻ đến nơi còn bỏ ra đường làm gì. Làm ơn đưa vợ tao tới bệnh viện. Vợ tao nó đè. Làm ơn đi. Làm ơn. Làm ơn giúp tao. Làm ơn đi. Làm ơn đi. Giúp tao ơi. Này. Ơi. Ơi. Anh Thắng, người của mình là anh ấy hả? Không cần biết nhiều. Công nhận hồi nãy em diễn giỏi thiệt. Tại sao không làm diễn viên đi, đi làm trinh sát kia ổn vậy? Báo cáo sếp, gọn gàng. Hủy bỏ phương án 2.